Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Vui Cùng Oppo. Trong quá trình chúng ta sử dụng một chiếc điện thoại thì đôi khi chúng ta muốn sao chép dữ liệu qua một từ máy sang một cái thẻ nhớ để chuyển sang một cái máy khác á, thì chúng ta không có biết thao tác như thế nào, rất là đắn đo và suy nghĩ các bạn. Thì để thấu hiểu được điều đó thì ngày hôm nay Vui Cùng Oppo sẽ hướng dẫn cho các bạn các bước thực hiện khi chúng ta sẽ chép dữ liệu từ máy sang thẻ nhớ, rồi từ ứng dụng trên máy sang thẻ nhớ, thì các bước đó thực hiện như thế nào thì xin kính mời các bạn hãy cùng chờ xem. Thì đây là một chiếc điện thoại Oppo dòng A9, thì đang sử dụng Cloud 6 và R9, thì Android 7 hay là Android 10 hay là Cloud 17 thì cũng sử dụng cũng các thao tác tương tự thôi các bạn. Thì trước tiên á, chúng ta sẽ sao chép danh bạ các bạn. Các bạn không muốn sao chép ứng dụng á, thì chúng ta sao chép danh bạ, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sao chép danh bạ trước ha các bạn. Thì trước tiên các bạn sẽ gắn cho mình một thẻ nhớ nha các bạn. Thẻ nhớ thì sẽ tầm 8GB đi cho nó nhiều ha các bạn. Game này Vui Cùng Oppo cũng đã gắn một thẻ nhớ rồi. Thì chúng ta sẽ nhắm vào cuộc gọi này các bạn. Đấy. Chúng ta sẽ chọn vào hình danh bạ ha các bạn. Ok. Thì đây giúp bạn trên phần góc tay phải của mình nè. Các bạn sẽ chọn vào hình ba chấm các bạn. Các bạn chọn vào cài đặt. Đấy, các bạn sẽ vào hàng nhập xuất trên bạ các bạn. Đấy, tiếp tục mình sẽ chọn là xuất sang thiết bị lưu trữ các bạn. Ok, nếu các bạn bấm một lưu xuất á, thì này nó sẽ cái bộ nhớ này nó sẽ hiện cho trong máy các bạn. Thì khi đôi khi trong máy á, thì các bạn reset máy lại thì nó mắc nha các bạn. Thì chúng ta sẽ thay đổi đường dẫn. Các bạn sẽ nhắm vào đồng thay đổi đường dẫn nè các bạn. Đấy, các bạn sẽ chọn vào thẻ nhớ SD. Đấy, chúng ta các bạn nếu muốn chọn một thư mục đó, nếu không có thì các bạn sẽ chọn tạo thư mục nè các bạn. Ok, mình sẽ đây đặt là backup nha các bạn. Đấy, mình đã tạo được xong thư mục backup các bạn. Này, chúng ta nhận backup. Chấm chi xong. Đó, thì chúng ta sẽ nhấn chuột xuất luôn ha các bạn. Đấy, thì cái file đã xuất xong các bạn, chúng ta sẽ không gửi ha, chúng ta sẽ hủy đi. Ok, thế là xong các bạn, đã xuất được cái phần danh bạ rồi. Còn cái bước mà các bạn muốn lưu lại những cái thiết bị như ví dụ như ứng dụng này, hoặc là thông tin cuộc gọi này, nhật ký cuộc gọi, hoặc là tin nhắn, hoặc là khi cái dữ liệu hệ thống á, thì các bạn sẽ làm theo cái bước này nữa ha các bạn. Các bạn cũng vào cài đặt. Các bạn hoàn toàn vào cài đặt bổ sung ha các bạn. Các bạn chọn là sao lưu và đặt lại. Tiếp tục là chúng ta sẽ chọn là sao lưu và khôi phục ha các bạn. Ok, tới bước này thì chúng ta sẽ chọn tạo sao lưu mới nha các bạn. Đấy, chúng ta sẽ trên này là chúng ta sẽ nhắm là danh bạ này, tin nhắn này, lịch sử cuộc gọi này, dữ liệu hệ thống này, ứng dụng nè. Trong này thì ứng dụng hơi nhiều ha. Chúng ta sẽ chọn một số cái ứng dụng thôi các bạn, ứng dụng mà trên máy không có nè. Ví dụ Vui Cùng Oppo sẽ chọn một cái ứng dụng như là ứng dụng màu này ha các bạn. Ok, chúng ta sẽ chọn bắt đầu sao lưu. Thì tương tự ha các bạn sẽ chọn là sao lưu và lưu trữ bên ngoài thẻ nhớ nha các bạn. Đấy, đợi máy nó sao lưu ha các bạn. Ok, chúng ta chờ cho máy backup lại dữ liệu. Thì sau đó chúng ta sẽ reset lại máy để xem mà chúng ta sẽ bung cái dữ liệu ra thử coi dữ liệu nó còn đầy đủ không các bạn. Ok, giờ là dữ liệu xong các bạn. Thì Vui Cùng Oppo sẽ reset lại máy này ha các bạn. Ồ, muốn reset là chúng ta sẽ vào cài đặt bổ sung ha các bạn. Sao lưu và đặt lại, đặt về dữ liệu gốc. Ok, xóa toàn bộ dữ liệu luôn ha các bạn. Ok, chúng ta chờ cho máy xóa tất cả các dữ liệu ha các bạn. Ok, máy cũng đã reset xong rồi, chúng ta sẽ vào bên trong ha các bạn. Thì chúng ta bỏ vào bước kết nối mạng luôn các bạn.
qua luôn ha các bạn. Đây là một điện thoại mới ha các bạn, thiết lập điện thoại mới ha các bạn. Ok, chúng ta sẽ không có tải cái ứng dụng này ha các bạn. Ok, ta sẽ bắt đầu sử dụng. Trước tiên á thì chúng ta sẽ bung cái danh bạ ra ha các bạn. Chúng ta vào cuộc gọi nè các bạn. Vào phần danh bạ nè các bạn. Nè, sẽ quan sẽ đăng nhập các từ bộ nhớ điện thoại nè các bạn. Ok, chúng ta sẽ gọi phần khôi phục của bộ nhớ dữ liệu ha các bạn. Cài đặt bổ sung, sau lưu đặt lại, sau lưu và phục hồi. Đấy, trên này nó có một cái file nè các bạn, chúng ta sẽ bung ra ha các bạn. Đấy, trong này có danh bạ tin nhắn của gọi là các bạn. Để cho dữ liệu nó sẽ bung ra đủ chăm chăm mới là hoàn tất ha các bạn. Các bạn chờ trong giây lát nha. Đấy, đã hoàn thành chăm chăm rồi các bạn. Ok, chúng ta check lại xem ha. Đấy. Đây cái ứng dụng này mình backup cái nè các bạn, nó hiện lại nè ha. Đó, bạn có là tin nhắn này các bạn. Ok. Đấy, cuộc gọi là lịch sử cuộc gọi nè các bạn. Danh bạ này các bạn có đầy đủ ha các bạn. Rất là đơn giản đúng không ạ? Chỉ cần một vài thao tác là chúng ta có thể tự sao lưu danh bạ hình ảnh và các ứng dụng mình cần thiết thì nó sẽ không bị mất ha các bạn. Thì các bạn có thể thử, chúc các bạn thành công ha. Chúng hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.